nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Chúng tôi cung thỉnh Đại Đức Trụ Trì cũng như nhà tài trợ Mạnh Thường Quân
phát tâm gửi quà Tết cho đồng bào ta. Chúng tôi xin kính cung thỉnh Đại Đức Thích Giác An trụ trì chùa Nam Thiên và chú Phật tử chưa có pháp danh Nguyễn Minh Phúc, xin mời lên sân khấu. Mời hai vị. Quý vị biết đây là ai không? Biết thầy này không? Quen quá phải không? Thầy Thích Giác An trụ trì chùa Nam Thiên của chúng ta. Và đây là chú Nguyễn Minh Phúc tài trợ cho cái chương trình từ thiện hôm nay. Xin quý vị cho tràng pháo tay. Và mời đại diện hai vị đồng bào dân tộc bước lên tặng hoa cho thầy trụ trì và chú Minh Phúc Mạnh Thường Quân của chúng ta. Rồi quý vị, mời quý vị bước lên tặng hoa. Tại sao hôm nay quý vị tặng toàn hoa cúc không ha? Trước khi quý vị tặng bông hoa cúc nữa, chúng tôi xin đọc một bài thơ. Mời quý vị cho tràng pháo tay. Khi nhìn hoa cúc thì thiền sư Thích Nhất Hạnh có làm một bài thơ như vậy: thương chi hương sắc trắng hay vàng, tiết hợp kỳ thời tạo sắc hương. Khi các loài hoa rơi chật đất, dậu đông hoa cúc vẫn chưa tàn. Xin quý vị cho tràng pháo tay. Như vậy thì chúng con kính cung thỉnh Đại Đức cùng kính mời chú Minh Phúc nhà tài trợ trở về phòng khách. Tiếp tục mời ca sĩ Ngân Huệ. Trước khi ca sĩ Ngân Huệ ca đó, quý vị từ nãy giờ có chuẩn bị chưa? Có chưa? Rồi như vậy mời một vị bước lên. Kính thưa sư phụ và các cô chú và anh chị em trong hội trường. Em tên là Hà Nội Ni, pháp danh là Nguyệt Vân Chiếu. Hiện nay ở trong buôn Húc B, xã Cẩm Nga, huyện Cẩm Nga, tỉnh Đắk Lắk. Chào quý vị các bạn và các anh chị, các cô bác phụ nữ. Hơi bị run. Họ tên Hạ Lan Ngai Văn, pháp danh Viên Nghĩa Đực. Tên Hồ Vương Ai Dun, pháp danh Nguyên Nhiệt Đức Nhiền, hiện tại đang sống ở Quảng Phú, xã Cư Mờ Nga, tỉnh Đắk Lắk. Hình như trong từng tia nắng có nghe tình nghịch bạn trai, hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái, hình như trong từng tia nắng ngã lên theo từng tiếng về, hình như trong từng hạt mưa có dòng người buôn đơn lại. Tia nắng hạt mưa, tia nắng hạt mưa trên mái bờ hoa vùng đó vô tư. Bạn ơi, bạn ơi, đừng tránh đừng buồn vô tớ làm buồn tia nắng hạt mưa. Đừng tránh đừng buồn vô tớ làm buồn tia nắng hạt mưa. Như trong kỹ thuật, hình như trong từng tia nắng. Hai mắt biết đi. Hey, hát mình thứ hai. Hình như trong từng tia nắng có nên tình nghịch bạn trai, hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn trai, hình như trong từng tia nắng má lên theo từng tiếng ve, hình như trong từng hạt mưa có dòng đời vun đắp lại. Tia nắng hạt mưa, tia nắng hạt mưa để mãi màu hoa phượng đó vô tư. Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử và tất cả đồng bào dân tộc
tại tỉnh Đắk Lắk. Trước nhất chân thành cảm ơn Đại Đức Thích Giác An, chủ trì chùa, đã tạo cơ duyên thuận lợi cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay được có mặt. Cảm ơn tất cả quý Phật tử đã sắp xếp, và đặc biệt là chương trình phát quà ngày hôm nay dưới sự bảo trợ của anh Nguyễn Minh Phúc gửi đến cho các gia đình dân tộc. Khi tới đây nhìn thấy đàn trà dược sư đã được khai mạc từ ngày mùng 8 âm lịch và sẽ được diễn ra cho đến ngày rằm tháng giêng, đoàn chúng tôi vô cùng hoan hỷ. Các đức Phật dược sư đã được trang trí rất là trang nghiêm với các sắc màu đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh dược sư. Thầy chủ trì cũng cho biết là có đến 30.000 Phật tử tại đây ghi danh cho lễ hội dược sư cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc dân an lạc, mưa hòa gió thuận và đời sống của người dân được bình an. Trong vòng một tuần lễ của đàn tràng dược sư có đến 40.000 nến được thắp để cúng dường và cầu nguyện cho sự hòa bình, thịnh vượng, phát triển. Nhân đây thì chúng tôi xin chia sẻ một vài nét về chất liệu tâm linh thông qua kinh dược sư mà quý vị có dịp thọ trì và đọc tụng. Dược là dược chất, sư là thầy tâm linh. Danh hiệu của Đức Phật này tượng trưng cho người đã mang lại dược chất tâm linh cho cuộc đời. Nỗi khổ niềm đau của con người gồm có hai dạng: nỗi đau về vật lý ảnh hưởng đến thân thể thông qua bệnh tật, và nỗi khổ về tinh thần thông qua các phản ứng bất thường của cảm xúc. Đau về vật lý có thể nhờ đến các bác sĩ, dược sĩ, các lương y chữa trị, và mặt khác chúng ta cần phải sống một cách điều độ, có thể dục thể thao. Nhưng đau về tâm lý đó, nếu không có dược chất tâm linh của Phật với sự truyền bá và hướng dẫn của những vị xuất gia chân chánh và những người đồng tu cư sĩ, thì chứng bệnh đó, đó có thể tồn tại với chúng ta dài và lâu. Mặc dầu vô hình vô tướng nhưng sự khống chế của nó đó, đè nặng ở trên đời sống của mình rất là nhiều. Tại sao bản kinh dược sư lại được gọi là pháp môn cung ứng về dược chất tâm linh? Là vì đọc vào văn mạch của kinh này đó, các giá trị trị liệu đó được thể hiện một cách rất là đơn giản, nhưng giá trị của nó đó trong việc ứng dụng và hành trì rất là lâu bền. Cho nên khi thực tập đề kinh, quý hành giả, quý Phật tử lưu tâm về một số hình ảnh. Thứ nhất là bài kinh này Đức Phật giảng ở dưới cây nhạc âm, tức là các âm vang tạo ra như là vần nhạc du dương trầm bổng. Trước bài pháp thoại này thì Đại Đức Thiện Thọ đã mời nghệ sĩ Ngân Huệ biểu diễn một bài tăng nhạc rất là ngọt ngào về mấy chùa con yêu, với lời mong ước thiết tha rằng ngôi đại chánh điện mà Đại Đức chủ trì dự kiến sẽ khởi công đó, sẽ sớm được thành tựu làm nơi quy ngưỡng hướng về cho tất cả Phật tử tại đây. Bài thứ hai nói về ngộ lý vô thường,
giúp cho mình có một cái nhìn là chuẩn xác về sự vận hành, thay đổi, biến thiên liên hệ đến bản thân thông qua già, bệnh, chết, liên hệ đến gia đình, gia tài, sự nghiệp, mọi thứ. Hai bài ca đó, đó tất cả chúng ta đều lắng nghe, và sau đó là những tràng vỗ tay đã vang lên với niềm vui, với hạnh phúc. Đại đức Thiện Thọ cũng đã mời các em dân tộc ca một bài ca Hạt Nắng Giọt Mưa, tức là có lúc vui lúc buồn ấy thế mà cái chất liệu của bài ca đề nghị chúng ta là hãy sống một cách là hạnh phúc trong thời tiết khí hậu biến thiên của xã hội. Giữ vững được cái quan niệm sống như vậy đó rất là phù hợp với tinh thần của bài kinh Dược Sư mà tất cả chúng ta đã, đang và sọ trì cho đến ngày rằm tháng giêng. Cây nhạc âm không phải là cái cây mà khi ngồi xung quanh nó đó, tiếng nhạc nó sẽ phát ra như là một máy cassette hay là một cái đầu máy. Tại vì thời của Đức Phật đâu có những cái phương tiện hiện đại này, vẫn là tiếng gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay. Nhưng nếu chúng ta biết vận dụng quán chiếu trở thành nhạc đó, thì nó lại có chức năng trị liệu, làm cho mọi căng thẳng ở trong đời sống của mình tan biến đi. Như vậy Đức Phật đã gián tiếp dạy chúng ta trong kinh Dược Sư này phương pháp trị bệnh vật lý và tâm bằng cách phát huy nhạc liệu pháp hay là nhạc âm pháp. Phật giáo Đài Loan có thể nói là mô hình Phật giáo hiện đại dấn thân vào lĩnh vực nhạc hóa kinh điển. Các bài thần chú Đại Bi, Bát Nhã, các danh hiệu của Đức Phật đã được khởi xướng bằng giọng ca mang chất liệu truyền thống với những âm hưởng du dương trầm bổng mà người nghe đó cảm thấy sâu lắng, nhẹ nhàng, thư thái, bình an. Mỗi một cái sắc âm của nhạc đó, nó tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mà con người đó nó cũng có một cái ngũ hành tương ứng. Vận dụng nguyên lý này đó, chúng ta đạt được sự tương sinh để giảm bớt đi những sự tương khắc. Là bởi vì mỗi màu sắc, mỗi âm sắc đó, nó đều có cái tác dụng hoặc là tốt, thuận hoặc là xấu, nghịch đối với từng con người cụ thể. Quý vị khi vào chùa, nhất là diễn kiến cách trang hoàng về bảy Đức Phật Dược Sư và 12 vị thần tướng Dược Xoa, thấy có hai tông màu chủ đạo, đó là màu vàng và màu đỏ, phải không? Quý vị có biết là tại sao trong chùa lại thích màu vàng và đỏ không? Có ai hiểu không? Nhiều người nói không. Đó là hai tông màu biểu tượng. Màu vàng tượng trưng cho sự thanh thoát, màu đỏ tượng trưng cho sự hài hòa. Thanh thoát á, là nghệ thuật mà kết quả của nó đạt được do chúng ta biết làm chủ cảm xúc, giữ vững mình ở trong mọi thăng trầm vinh nhục, thành công thất bại, lên voi xuống gió, trải qua biết bao nhiêu là phong ba bão táp của cuộc đời đó, mình vẫn đứng sừng sững như ngọn núi cao, không có gì lay động mình được. Do đó, đó nhìn thấy chiếc màu y vàng rực rỡ của những người xuất gia, chúng ta hãy liên tưởng đến rằng là tôi sống như thế nào đó để cuộc đời tôi là một bài ca của sự giải thoát,
không vướng, không bận, không dính, không chấp trước, không lưu giữ những điều không có lợi cho hạnh phúc. Làm được như thế là chúng ta đang rũ bỏ nỗi đau. Và nỗi đau đó, nó là một cái vật mà việc giữ nó bất cứ một giây phút nào làm cho chúng ta mất hết hạnh phúc. Còn màu đỏ đó, ngoài ý nghĩa hòa hợp ở trong truyền thống văn hóa của người Trung Hoa, thì trong pháp môn Tịnh Độ đó tượng trưng cho Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là giáo chủ thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mà màu đỏ trong nền văn hóa của Trung Hoa đó tượng trưng cho mặt trời lặn. Mặt trời lặn về phía Tây, cho nên được sử dụng như biểu tượng của Tây Phương. Do đó thân tượng của Đức Phật A Di Đà được làm màu đỏ tía. Đó là sự hài hòa. Nhìn thấy biểu tượng màu sắc, nghe những âm vang bài ca, lòng mình cảm thấy hân hoan, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Trong lúc nghệ sĩ Huệ Ca, chúng tôi và thầy chủ trì có chia sẻ về nhạc liệu pháp, thầy chủ trì nói rằng là thầy đang nhờ một nhạc sĩ nổi tiếng phổ các bài sám tụng, các bài tán thành nhạc. Ý tưởng đó cũng rất là trùng khớp với chúng tôi. 3 năm trước chúng tôi đã nhờ nhạc sĩ Võ Tá Hân, người đã sáng tác và thực hiện trên 20 album về Phật giáo, đã thực hiện hoàn tất kinh A Di Đà và kinh Phổ Môn với hình thức là nhạc. Và hôm nữa chúng tôi sẽ gửi tặng thầy chủ trì, và do đó hy vọng quý vị sẽ có thể nghe được thông qua các buổi lễ hội như thế này. Tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng trống, tiếng hồng chung, 4 nhạc khí quan trọng của Phật giáo đó, có một cái âm hưởng mà chúng tôi tin chắc rằng là những người trung niên trở lên đó, nghe thì bảo sẽ có một cái chất liệu sâu lắng bên trong, làm cho tâm của mình nó nhẹ xuống, thư thái, thoải mái. Nhưng giới trẻ 40 cho đến 20 đó, các âm hưởng đó chưa thích hợp, là bởi vì giới trẻ đang hướng tới bên ngoài, sống bằng duy lý, duy ý chí, mong mỏi làm, nỗ lực làm, dù làm thành công hay thất bại họ không quan tâm nhiều. Cho nên nhạc nó trở thành như là một trong những cái cửa ngõ để đưa giới trẻ đến với Đạo Phật một cách rất là có kết quả. Nếu chúng ta mạnh dạn sử dụng nghi thức dẫn nhập và kết thúc của mỗi khóa kinh bằng nhạc phù hợp với cái tính cách văn hóa dân tộc, thì chất liệu chuyển hóa tâm thức để rũ bỏ những sự căng thẳng mỏi mệt của đời sống đó sẽ được thành công. Đức Phật không nói bài kinh Dược Sư ở dưới cây Bồ Đề mà lại nói với cây nhạc âm, là một gợi ý cho chúng ta về nhạc liệu pháp, tức là sử dụng nhạc như là một cái phương pháp trị liệu bệnh. Tại sao những người lớn tuổi là thích loại nhạc nhẹ nhàng thư thái, và tuổi trẻ đó thì nhạc giật gân, nhạc bốp, nhạc sốc, nhạc nhảy, nhạc sôi động nói chung, tại vì nó liên hệ đến tánh khí. Mỗi một lứa tuổi đó nó phù hợp với một cái phong cách, và nhạc màu sắc nó cũng phù hợp như vậy. Tức là từ xa xưa Đức Phật đã khuyến khích chúng ta sử dụng nghệ thuật này rồi. Chúng ta đã sử dụng qua nghi thức tán tụng với cái âm hưởng thật là truyền thống, nhưng đó, người trẻ nghe có phần chưa thích hợp. Nhạc đảm bảo lớn, nhỏ, già, trẻ đều thích hợp theo những cách thức khác nhau.
Dĩ nhiên là khi nghe nhạc chúng ta cũng phải lưu ý, đang buồn, đang chán, đang thất vọng mà nghe nhạc thất tình là muốn chết luôn. Nạp những loại nhạc buồn trong tình huống dòng cảm xúc đang bị chiếm đoạt bởi một nỗi đau, thì chúng ta đang làm cho nỗi đau đó nó lớn gấp 2 cho đến gấp nhiều lần. Và do đó phải biết chọn nhạc với những nội dung thích hợp, thì việc nghe sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy hân hoan vô cùng. Trong đoàn của chúng tôi thì có cư sĩ Thiện từ Nha Trang lên, mà máy điện thoại di động của ông đó gắn một cái điệu nhạc Nam Mô A Di Đà Phật du dương hay lắm. Mỗi khi ai gọi đến đó, thì chúng ta nghe tiếng niệm Phật được ngân vang. Và ông cũng như là giám đốc của khách sạn chúng tôi được ở nhờ ngày hôm qua và ngày hôm nay đó, cũng có cùng một phong cách, làm việc gì cũng Nam Mô A Di Đà Phật, nghe rất là dễ thương, làm cái miệng mình trở nên từ bi nhẹ nhàng, tâm mình được hân hoan. Thì như vậy là chỉ cần chúng ta có tấm lòng, có ý thức, thì nhạc đó nó có thể trở thành là một liệu pháp để trị cho những sự căng thẳng, mỏi mệt và mang lại sự thư thái bình an. Vào chùa tụng kinh đó, cái lời kinh tiếng kệ cũng là một loại nhạc, nghe nó là tâm trần lắng trong liệt, bao nhiêu sự bon chen danh lệ đặt trên nền tảng của cái tôi vị kỷ tan biến mất hết. Cho nên chúng ta thấy hình ảnh ngồi với cây nhạc âm đó rồi chúng ta về một cái phong cách sống rất là phù hợp với dùng Tây Nguyên như thế này: cây xanh, bóng mát, núi rừng, suối chảy, thông reo, mây bay. Và đời sống của con người đã gắn bó với cái hệ sinh thái như vậy, để làm cho mình lạc an vô cùng. Những người ở thành thị lớn đó thì có thể có phần thuận lợi về kinh tế, nhưng ngược lại đó, họ mất đi sự trong lành của bầu khí quyển, nạp vào trong buồng phổi rất nhiều độc tố, nên thỉnh thoảng họ phải đi du lịch dã ngoại đến những nơi như thế này. Và chúng ta đang ở tại những nơi này rồi, chỉ cần quán tưởng gió thổi thông reo, mây bay, suối chảy đều là những pháp âm vi diệu, thì tin chắc rằng là chúng ta sẽ vượt qua được những cái trở ngại và khó khăn. Phương pháp trị liệu thứ hai ở trong kinh Dược Sư đó là qua hình ảnh của hai vị Bồ Tát, mà tên gọi của hai vị rất là quen thuộc với ánh sáng và đời sống của mình: Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng đó tạo ra sự trưởng thành của rất nhiều sự vật, mở ra lối đi, giúp cho mình có thể làm được rất nhiều việc. Trong sự vận hành của vũ trụ đó, khi mà mặt trời, mặt trăng mà đồng tồn đó, thường nó dẫn đến tình trạng hoặc là nhật thực hoặc là nguyệt thực. Còn hai vị đại Bồ Tát đệ tử của Đức Phật Dược Sư đó lại là cánh tay trái và cánh tay tay mặt của ngài, tượng trưng cho sự hài hòa phối hợp một cách đồng bộ. Chúng ta có thể là sở trường là một chuyên gia về một lĩnh vực, nhưng các lĩnh vực còn lại có thể là sở đoản. Việc phối hợp giữa ta và người đó sẽ làm cho cái cơ thể này nó có hai bàn tay. Sự cân bằng của đôi bàn tay sẽ làm cho chức năng của nó đóng góp được các cái nhu cầu mà cơ thể này cần thông qua lao động và làm việc.
trời và trăng không đồng tồn, nhưng nếu có dược chất tâm linh đó, thì chúng ta thấy là sự khác biệt của tha nhân chính là một trong những cái cơ hội để bổ sung cho mình rất nhiều, và chí ít là mình có thể xem đó như là một dữ liệu tham khảo. Quý vị thấy là phía trước mặt có rất nhiều hoa cúc màu vàng, thân cây hoa cúc thì màu xanh. Nếu như cả cái thân cây, lá cây đều là màu vàng và hoa cúc là màu vàng nữa thì cái hoa này chắc có lẽ không nổi bật thôi. Cái vàng nó nổi hẳn lên là vì có cái màu xanh làm nền. Màu xanh của thân cây và lá cây không thấy cái màu vàng của cái bông cây là trở ngại cho nó. Màu vàng của thân cây, của hoa cây không thấy màu xanh của thân cây và lá cây là trở ngại cho nó. Nhờ thế nó tạo ra một cái bức tranh đẹp với những giá trị sử dụng, cho nên Tết đến hay những ngày lễ hội chúng ta mua về trưng mặc dù tiền rất đắt, chúng ta vẫn cảm thấy hài lòng. Nó có sự hài hòa. Chiều hôm nay đến vào lúc 3 giờ đó, thấy rất nhiều bà con dân tộc đến đây mặc nhiều cái trang phục truyền thống rất đẹp, màu vàng, màu đỏ, màu xanh hòa với nhau trở thành một bức tranh đẹp lắm. Xin quý vị hãy tiếp tục giữ cái truyền thống đẹp này vì nó là cái gia tài, là quý báu của quý vị. Các cái đồ mà người dân tộc Kinh mặc đó, phần lớn đó, nó có nguồn gốc từ phương Tây. Nó gọi là quần tây, áo sơ mi. Còn quý vị giữ được cái sắc thái truyền thống đó, quý vô cùng. Nó có giá trị hơn nhiều lắm. Giá trị về nguồn, trở về với cái nguồn gốc của chúng ta. Cho nên khi mà mình thực tập được cái dược chất tâm linh, hài hòa những cái đối lập, giải quyết các cái xung đột trên tinh thần xem nhau như là những hỗ trợ, dân tộc Kinh và các dân tộc anh em tại đây đều là những người thân của giáo. Tinh thần đó, đó đã được Đức Phật phân tích ở trong các kinh bằng một cái hình ảnh rất là sâu sắc, là dầu chúng ta có mang màu da, sắc áo, tôn giáo, sắc tộc khác nhau, nhưng trong cái tiến trình của sống và chết đó, nhiều đời kiếp về trước, ta đã từng là ông bà cha mẹ anh chị em, cô cậu chú dì bác dượng, nói chung là người thân của nhà. Và do vậy đó, chúng ta lại có cơ hội để gặp nhau, không ở lúc này thì cũng ở lúc khác. Và khi mà mình nghĩ rằng là mình có một cái quá khứ đã từng là người thân ruột ra, thì không lý gì chúng ta sống với nhau bằng cái tình xa lạ, phải không ạ? Xem nhau những người thân, những người kinh, có điều kiện, có phương tiện, để sống vật chất đầy đủ đó, thì nên hỗ trợ giúp cho các đồng bào anh em, vì họ chính là anh em ruột thịt của chúng ta. Không nên có bất kỳ một giãn cách nào. Anh Nguyễn Minh Phúc ngày hôm nay đến với tất cả quý vị, khi nghe chúng tôi giới thiệu rằng là sẽ có một cái buổi giảng tại chùa Nam Thiên này cho quý đồng bào dân tộc đó, thì anh vui lắm. Cho nên cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay nhân cái ngày lễ hội và đàn trà dược sư, do đó chúng ta thấy là cái tình thân đó sẽ nối kết bốn biển năm châu trở thành một nhà. Cũng trong cái tinh thần đó mà ngày hôm nay Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi tất cả mọi dân tộc trên thế giới đó, hãy xem nhau như là những người bạn thân để cùng gìn giữ trái đất này cho chúng ta, vì chúng ta, chứ không cho ai cả. Khi chúng ta giữ hạnh phúc cho nhau đó, là chúng ta đang
hiến dâng hạnh phúc. Các vị ở trong các buôn làng xa đó, mỗi lần ra phố thị thì hơi cực. Hôm nay các anh chị ở trong đạo tràng của Thượng Tọa Chân Quang đã sắp xếp đưa đón để cả từ buổi chiều hôm nay cho đến tối đó mình có mặt ở trong chùa Nam Thiên sinh hoạt tâm linh. Mặc dầu về hơi muộn nhưng niềm vui tràn đầy, niềm vui của ngày hôm nay và tạo niềm vui cho những ngày hôm sau nữa, là vì tất cả chúng ta đến với nhau bằng tình thương thật sự, không thấy có sự khác biệt. Mỗi một màu da sắc tóc sắc tộc vẫn giữ nguyên mà vẫn thiết lập được tình thương tình thân, đó là cái giá trị của tấm lòng, đó là giá trị của nhận thức, đó là giá trị của từ bi. Hạnh phúc và tình thương theo Phật dạy như là đôi cánh của một con chim, mà thiếu đi bất kỳ một cánh nào, hoặc trái hoặc phải, con chim đó khó có thể bay xa và bay cao được. Chúng ta muốn có hạnh phúc đó, thì chúng ta phải sống đời sống đạo đức. Chúng ta muốn có được những giá trị thì chúng ta phải tặng cái sự hạnh phúc cho cuộc đời. Như vậy là tương thân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, như là hai vị Bồ Tát Nhật và Nguyệt lại trở thành là những người hộ vệ đắc lực cho Đức Phật Dược Sư trong việc trị liệu những chứng bệnh tâm và thân của con người. Trong xã hội, trong cộng đồng, trong gia đình, chính người mười ý, rồi mình xem những yếu tố khác đó, như là những sự đối lập, đến lúc đó chúng ta có khuynh hướng loại trừ. Khi tôi có mặt, người kia phải biến đi, bằng không tôi sẽ biến. Chúng ta thường ra điều kiện, đưa ra những yêu sách, tạo ra một cái sự mà loại trừ, hoặc là giữ cái này hoặc là giữ cái kia, chứ không được đồng tồn. Cái đó nó không còn là văn hóa văn minh dưới cái nhìn của Phật giáo, và nhất là trong bối cảnh sau hiện đại. Đồng tồn, cùng nhau tồn tại, cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau hỗ trợ, làm cho tất cả cùng được phát triển. Cho nên sử dụng hình ảnh của hai vị Bồ Tát thượng thủ của Đức Phật Dược Sư, chúng ta đang sống với dược chất tâm linh của đàn tràng Dược Sư chùa Nam Thiên. Hình ảnh thứ ba đó, chúng tôi xin chia sẻ ngắn về một lời nguyện trong 12 lời nguyện của Ngài. Đó là nguyện thứ 11: ai đói thì hãy hiến tặng cơm và nước, ai lạnh thì hãy hiến dâng áo quần, ai đang nóng được thì hãy hiến dâng không khí mát lạnh. Sau đó mới đem pháp vị nhiệm màu. Lời nguyện này đó, nó là một cái con đường và là nghệ thuật để thiết lập tình thương, trị liệu những nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Cái nhu cầu san sẻ đời sống vật chất đó, nó trở thành như là nhu yếu phẩm. Nỗi đau đang khống chế làm cho dòng cảm xúc của người khó được định tĩnh, thì mọi giá trị khác khó có thể được rót vào. Cho nên phải chia sẻ bằng sự ban tặng và hiến dâng. Lời Phật dạy cho chúng ta thấy rằng là ban tặng là được, hiến dâng là phát triển, chứ không có mất đi. Mặc dầu chúng ta thấy khi mình tặng cho người nào, có vẻ là tiền bạc của cải tặng đó nó không còn là sở hữu của mình nữa, là mình mất nó. Vì nghĩ rằng mình mất nó một cách vĩnh viễn thông qua động tác của sự tặng, chúng ta tiếc nuối và cảm thấy là không dám mạnh dạn để làm những nghĩa cử cao thượng đáng làm. Cho đó Kinh Dược Sư bảo là đang sống bởi sự khống chế của tâm keo kiệt.
Ai sống như vậy đó, kiếp trước hoặc kiếp này thường là tổng giám đốc của hãng kẹo. Mà người làm tổng giám đốc hãng kẹo đó, thì lại có thêm một cái cá tính khác là con cái Quảng Ninh, cái thang thang dữ lắm, diện một và thang đến 10, thì có 10 thang đến 1000. Cho nên mỗi khi mà mở bàn tay yêu thương để giúp cho người thân, ví dụ như là con cái hiếu kính với cha mẹ, anh em ruột rà, người thân thích để hỗ trợ lẫn nhau, mình cảm thấy nó xót, giống như là cầm một con dao thật là bén cắt vào từng làn da thớt thịt của mình. Mà mỗi động tác cắt như thế đó, máu rỉ, tim nhói, sự nhức nhói căng thẳng làm cho mình mỗi lần nghĩ đến phải nổi da gà. Như vậy là khi mà mình thực tập theo kinh dược sư đó, để có được cái dược chất tâm linh đó, thì mình phải học cái thói quen mới, đó là ban tặng. Và mỗi một động tác ban tặng nó mang lại chúng ta sự hạnh phúc. Khi mình tặng cho ai đó, người ta nhận xong rồi mình cảm ơn người ta đó, để cho người tiếp nhận nó không có mặc cảm rằng là mình là dây tầm gửi, mình là người bị lệ thuộc, mình là kẻ được ban ân tứ. Các mặc cảm tâm lý đó không có đó, thì sự tiếp nhận mới thật sự được an vui và hạnh phúc. Như vậy là chúng ta thấy là dược chất tâm linh đó, chỉ cần biết cách thực tập là có được rồi. Các dân tộc ở trong buôn làng đó, đang cần đến hai loại thực phẩm. Thứ nhất là thực phẩm về cơm ăn áo mặc, bởi vì đời sống tôi nói là khốn khó hơn, do đó là việc giúp đỡ của chúng ta rất là có ý nghĩa. Cái thứ hai đó là trong đời sống tinh thần của người dân tộc ở vùng Tây Nguyên, đặc biệt là ba tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum và Gia Lai đó, thì đều có đối tượng tôn thờ tôn giáo cao quý nhất, đó là vàng. Bây giờ cái thực phẩm tâm linh mà người Phật tử có thể hỗ trợ bên cạnh đấng tối cao vàng mà các vị bạn của người dân tộc có đó, đó là mang hình ảnh của Đức Phật đến. Đức Phật không phải là vàng, mà Đức Phật là người tỉnh thức. Tỉnh thức là như thế này: sáng mơ sau một giấc ngủ dài của mấy tiếng ban đêm, mắt chúng ta bắt đầu mở thật to ra, mọi cơn mộng mị được tan biến. Chúng ta nhìn thấy được cảnh vật, màu sắc, mọi thứ xung quanh. Cái đó được gọi là giác ngộ, tức là mở mắt. Giác ngộ là mở mắt to ra. Đức Phật đã mở mắt về nhận thức, mở mắt về đời sống đạo đức, mở cửa giải phóng hết tất cả những nỗi đau. Thì hình ảnh của bậc giác ngộ, tức là mở mắt, trở thành là vị thầy của tất cả chúng ta, trong đó có những người theo các tôn giáo khác. Và vị Phật như thế rất là cần, vì trong đời sống Ngài là bạn, Ngài là thầy, Ngài là người giúp đỡ, Ngài là người hỗ trợ để giúp cho mình vượt qua được những khó khăn và trở ngại. Cho nên hai loại thực phẩm đó cần phải được song hành với nhau. Và khi các bạn dân tộc được tặng hình ảnh của Đức Phật hoặc là những lời dạy của Ngài đó, chúng ta nên giữ nó bằng sự trân quý, là vì chúng ta đang làm cho mình có được một đời sống mới. Nhận thức là một nhu cầu. Nếu như chúng ta không may mắn mà bị mất đi cái khả năng thấy của con mắt, thì sự đi và vận hành của mình nó bị giới hạn. Mọi việc làm theo đó nó bị thu hẹp lại.
Thế tầm mở mắt nó càng rộng đó, thì hạnh phúc nó sẽ theo đuổi chúng ta càng nhiều. Mở mắt của con mắt vật lý nó còn có giá trị như thế, thì chúng ta phải hiểu rằng là việc mở mắt cái nhận thức tuệ giác, hiểu rõ về nhân quả, luân hồi, hiểu rõ về vô thường, vô ngã, sẽ làm cho chúng ta sống hạnh phúc, bình an lâu dài hơn. Các bạn theo dân tộc có thể nghĩ rằng là có một đấng vàng lo lắng, giúp đỡ, bảo hộ. Nhưng chúng ta cũng đừng nên quên rằng là mọi thứ đó ở trong cuộc đời nó liên hệ đến hành động, lời nói, việc làm, suy nghĩ, quyết định và giao tế ứng xử của chúng ta. Tin vào một đấng vàng bảo hộ đó, nó có thể giúp cho mình có được sự bình an về tâm lý. Nhưng tin vào phước lực, nó sẽ giúp chúng ta thực sự trong cuộc đời. Đức Phật, dược sư với lời nguyện thứ 11 đó, ban tặng, chia sẻ, hiến dâng với mục đích duy nhất là mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Và khi nhìn thấy người khác hạnh phúc là mình được đồng hưởng cái hạnh phúc đó. Để có được điều này đó, chúng ta chỉ cần có tấm lòng là làm được thôi. Đừng nghĩ rằng mình phải có tiền mới tặng cho người khác được hạnh phúc. Các em nhỏ khi nhìn thấy các cụ già lớn tuổi đi qua đường, chỉ cần tới thưa cụ, cho con, cho cháu được phép giúp cụ qua bên đường, sau đó chúng ta dẫn cụ đi một cách bình an, là chúng ta đang hiến tặng hạnh phúc. Chúng ta đang là những người đệ tử của Đức Phật Dược Sư mang dược chất tâm linh đến. Khi đi ngoài đường phố, ta thấy gai trong gạch đá, chỉ cần dừng lại chỉ có 30 giây, nhặt lên và bỏ vào ở những cái sọt rác, chúng ta có thể cứu giúp được một mạng người. Bởi vì vào ban đêm xe chạy cán ngang cục đá thôi là chuyện bất hạnh có thể diễn ra. Ở trong Đạo Phật có hình ảnh của một vị Bồ Tát tên là Trì Địa Bồ Tát. Trì là giữ, địa là trái đất, là mặt đất. Vị Bồ Tát này làm công việc rất thầm lặng. Đến chỗ nào, nơi đâu có ổ gà, ổ chuột, ổ voi, là tình nguyện đem đất lấp lại cho bằng phẳng, vững chãi để cho không ai bị vấp ngã. Bảo hộ trái đất, bảo hộ cuộc đời như vậy đó, là chúng ta mang bình an. Chỉ cần có tấm lòng thì công sức sẽ nối kéo theo sau để giúp cho mình biến một ước mơ trở thành một hiện thực. Những việc làm đó tưởng chừng như nhỏ nhưng mà ý nghĩa xã hội lớn lắm. Ở trong muôn làng đó, phần lớn là quý bà con sống bằng nghề nông, canh tác, trồng trọt. Nhưng mà cái tình làng nghĩa xóm lớn, mỗi khi có hôn quan tang tế đó, quý vị ngồi lại quây quần bên nhau, uống rượu cần, chia sẻ tấm lòng, tình cảm như là những người thân thích ruột rà. Mà đôi lúc bất chấp luôn cả cái kinh tế của gia đình có đủ hay không, ráng cán đáng để tạo niềm vui. Nhưng khi mà mình có được cái hình ảnh của Đức Phật và mình tôn thờ như là đấng vàng của mình trước khi mình đến với Ngài, thì chúng ta hãy cố gắng đổi thói quen. Bởi vì rượu đó nó làm cho mình giảm sức khỏe, bệnh tật và mất đi hết mọi doanh thu. Sinh hoạt hạnh phúc vợ chồng, gia đình, con cái đó bị mất đi rất là nhiều. Cái sinh hoạt gia đình nó chính là yếu tố để duy trì hạnh phúc. Nếu người nam rượu chè, be bét, xỉn thì cái mùi rất là khó chịu, đi không đứng vững, ói mửa, thì rõ ràng là người vợ của mình sẽ bị mỏi mệt, phải cán đáng thế công việc của người chồng thay vì nó phải do người chồng làm. Còn cái của mình lẽ ra phải được cái quyền
người cha chăm sóc, nâng niu, hướng dẫn. Thì bây giờ đó, mấy đứa con phải chăm sóc lại cho người cha. Như vậy là từ một con người có năng lực, có sức khỏe, mang bình an, mang hạnh phúc, sau khi uống rượu rồi đó, chúng ta trở thành là cái vật vô dụng, đứng cũng không yên, té ngã ói bữa. Do đó khi mà trở thành đệ tử của bậc mở mắt rồi thì quý vị cố gắng giảm đến mức tối đa, dần dà chuyển luôn cả cái thói quen uống rượu đó. Chúng ta vẫn giữ là cái phong tục tập quán của tình làng nghĩa xã, quây quần bên nhau để chia sẻ, nâng đỡ, dỗ về, giúp đỡ. Nhưng những cái thói quen mà nó không có lợi đó thì chúng ta nên chuyển hóa nó đi. Như vậy là việc chia sẻ niềm vui thông qua việc giúp đỡ đó sẽ nối kết thành các hạnh phúc. Làm được hạnh phúc đó, chúng ta cảm thấy tâm mình bình an, và nó chính là âm đức, là phước lực nằm ở trong ngân hàng vô hình, nhưng chúng ta có thể rút xài bất cứ lúc nào. Còn không có tạo những phước báo và công đức như thế đó thì các cảnh huống trở ngại trong cuộc đời chúng ta khó có thể vượt qua. Hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ cách đây mấy năm do những tên khủng bố tạo ra. Chúng ta thấy là vẫn có người đứng vững được ở trong phong ba bão táp về cái vốn bị mất, nhưng có người đó thì ngóc đầu lên không nổi. Sự khác nhau là nằm ở chỗ có phước và không có phước nhiều hay là ít. Do đó muốn hạnh phúc bình an lâu dài thì phải tạo phước thôi. Thì đây là ba điều chúng tôi muốn chia sẻ nhân lễ hội và đàn tràng dược sư được tổ chức một cách rất là trang nghiêm trên 40 ngọn đèn và 30.000 người với một cái tâm niệm mong cho thế giới hòa bình, để nhằm nhắc nhở chúng ta về những cái dược chất rất cần thiết cho đời sống của mình. Chúng ta cũng cần thay đổi một cái thói quen nhỏ là khi ghi tên á, thì chúng ta có thói quen là mình mong cho mình được bình an. Nhưng mà nó dược chất tâm linh á, thì dạy chúng ta ngược lại. Mình ghi tên, mình cầu cho mọi người được bình an, cho gia đình, cho xã hội, cho quốc gia, cho toàn thế giới, cho toàn mọi chủng loại sự sống. Cái tâm lượng đó nó sẽ được nhân lớn, mở rộng, thì giá trị phước báo đó và sự cúng kính của mình đó, nó sẽ theo đó mà được tăng trưởng. Ở trong các thời khóa tụng kinh của Phật giáo thì cuối cái thời kinh có ba sự quay về nương tựa vào Phật, vào những lời dạy của Ngài và những vị xuất gia chân chính. Thì câu thứ hai đó nó có cùng bốn chữ giống nhau là đương nguyện chúng sinh, cầu cho con người và mọi loài chúng sanh. Cho nên là bên cạnh việc ghi danh mình và gia đình đó, thì quý vị cố gắng là liên tưởng đến tất cả mọi loài. Thì đây là cái tinh thần rộng lớn độ lượng và là dược chất trị chứng bệnh vị kỷ của bản thân. Bây giờ thì chúng tôi xin dành ít thời gian để trả lời các thắc mắc của quý Phật tử và các đồng bào dân tộc. Xin quý vị hãy mạnh dạn nêu câu hỏi và sẽ có vị điều phối chuyển micro đến. Quý vị có thể đứng tại chỗ hoặc là lên bên sáng để cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy. Ai là người dân tộc đó thì có thể nói bằng tiếng dân tộc của mình, rồi sau đó cố gắng dịch lại tiếng Việt để chúng tôi có thể hiểu và chia sẻ. Bây giờ trân trọng kính mời. A Di Đà Phật, hội trường chúng ta quý vị ngồi đông quá nên chật, mang micro tới lui nó bất tiện.
Cho nên chúng tôi xin nhận câu hỏi và chúng tôi thưa lại Đại Đức ha. Xin quý vị quan hỷ cho. Mời chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thưa quý thầy và toàn thể các Phật tử trong hội trường ngày hôm nay. Con thì họ tên là Đặng Xuân Tá, dân tộc Giao, sống thôn 13, xã Mèn Gió, huyện Cư Mang A, tỉnh Đắk Lắk. Pháp danh con là Tuệ Thánh Luận. Cũng quê quán thì Ái Quốc, Lộ Bình, Lạng Sơn và thường trú tại thôn 13. Con thấy cuộc sống của dân tộc trong cuộc sống còn có nhiều phức tạp. Cùng thời gian đó con có gặp được anh Sơn. Con cho con một cái băng luận về chân quả. Con nghe được băng thầy Trấn Quang nhiều điều đi với thầy Đài giảng được rõ ràng, nên con đi quy y tại chùa Phật Quang. Trong thời gian đó con có một người cháu ngoài Lạc Sơn là học sinh giỏi 10 năm được chuyển đi trường thiếu sinh quân. Mà trong thời gian đó thì người ta bảo là bên ngoại đi theo đạo rồi họ không cho đi học nữa. Rồi cháu chán đời, rồi cũng đi học, giờ đang là học lớp 12 nhưng mà chán đời học. 2 năm nay học không được nữa thì anh trai ngoài thì cứ điện vào bảo là thôi thì em xem thế nào mà học đi theo đạo như vậy thì biết được phép lợi quả như nước nó cho phép không. Vậy thì hôm nay con xin để đây con hỏi thầy vậy đi theo đạo Phật vậy thì sao như cháu của con ấy là không được đi học vì nó vì lý do đâu vậy, đấy là điều một. Còn câu hai con xin hỏi thầy. Còn câu thứ hai, con là người đồng bào dân tộc, con phải muốn thờ Phật tại gia có ảnh hưởng đến truyền thống không? Và nếu không thờ Phật tại gia mà đi học Phật có thiếu sự tôn kính đối với thầy và Đức Phật không? Và ý kiến của con hết. Cảm ơn anh đã nêu hai câu hỏi liên hệ đến những vấn đề thực tế. Câu hỏi thứ hai đó, đặt ra trong bối cảnh của tôn giáo mà gốc rễ đó là theo tôn giáo của dân tộc. Sau khi theo Đức Phật rồi đó thì một vấn nạn đã đặt ra là có nên tôn thờ hình ảnh tượng Phật ở trong nhà mình hay không? Nếu có thì như thế nào? Nếu không thì ra làm sao? Vấn nạn đó đó là vì chúng ta đang lâm vào cái hoàn cảnh khi những người thân thích, những người dân tộc nói chung vẫn đang còn giữ truyền thống của họ mà mình đó đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Cho nên nếu tôn thờ tượng của Ngài sẽ có thể làm cho những người đó khó chịu, không hài lòng, không vui. Do vậy dẫn đến cái sự do dự là mình ngại, không muốn thờ, vì không muốn mất lòng. Khi đã trở thành đệ tử của Phật rồi mà mình lại ngại, mình không dám thờ đó, mình lại cảm thấy sai sức bên trong. Cái tâm trạng đó rất là đáng được thông cảm. Khi nãy chúng tôi có nói rằng là bên cạnh đấng vàng mà các bạn dân tộc có và tôn thờ như là một đấng sáng thế bảo hộ cho hạnh phúc và bình an của mình, chúng ta nên tin nhân quả. Là bởi vì theo Đức Phật là mọi thứ trong cuộc đời, hạnh phúc và khổ đau do chính chúng ta tạo ra. Ý niệm về một đấng vàng là đấng cao quý đó, chúng ta nên hiểu dưới ý nghĩa của đạo đức hơn là ý nghĩa của tôn giáo. Là vì không có một đấng sáng thế. Chúng tôi cũng đề nghị là chúng ta hãy cùng tôn thờ
Đức Phật, bậc tỉnh thức, bậc giác ngộ. Và việc tôn thờ ngay cả trong tình huống mình chưa phải là đệ tử của Phật vẫn rất là đáng tháng, huống hồ đã là đệ tử của Đức Phật rồi. Là những người đi vào các lĩnh vực ngành nghề đó, chúng ta thường có những nhân vật lý tưởng dẫn đến cái quan niệm là nhân vật đó trở thành nhân vật thần tượng. Chúng ta vẫn sưu tầm ảnh hình của người đó. Ví dụ nếu các vị là fan của các diễn viên điện ảnh, các ca sĩ, các nghệ sĩ, thì chúng ta lại đi tìm hình ảnh của những người này ở trên báo chí hoặc là xin về để mình giữ. Chúng ta đâu hề hỏi cha mẹ rằng là xin mẹ, xin cha cho con được giữ cái hình này đâu, đúng không ạ? Nó vẫn có ý nghĩa vì nó tạo cho mình được một niềm vui. Đối với các đồng bào dân tộc mà chưa có quy y để trở thành đệ tử của Đức Phật đó, thì việc thờ hình ảnh của Đức Phật đó vẫn rất là đẹp và rất là hay. Vì Ngài là bậc đại vĩ nhân. Tôn thờ một bậc đại vĩ nhân đó có ý nghĩa giá trị xã hội rất là lớn. Vì ít nhất chúng ta có được một điều hay để học. Mà hơn nữa, Đức Phật lại có hàng trăm ngàn các điều đặc sắc để chúng ta hành trì theo. Khi đã trở thành đệ tử Đức Phật rồi thì chúng ta nên mạnh dạn tôn thờ Ngài rõ ràng bằng hình ảnh. Những người bà con ở trong buôn có thể chưa hiểu, chưa cảm thông, thì chúng ta có thể tạm thời để hình ảnh của đấng vàng bên cạnh Đức Phật không sao. Để cho những người cùng họ tộc của mình á, mỗi khi đến nhà có cơ hội thắp ba nén hương cho ông bà tổ tiên và đấng vàng đó, thì đồng lúc đó họ có cơ hội cúi đầu quy ngưỡng Đức Phật. Như vậy là chúng ta đang gieo cơ hội cho người đó ở mức độ ban đầu. Cho nên dầu là đệ tử hay là không đệ tử thì việc thờ kính Phật rất là cần. Còn đối với câu hỏi thứ nhất về hoàn cảnh của một đứa cháu gặp nhiều trở ngại không thể tiếp tục được sự học, thì chúng ta có thể chia sẻ giúp đỡ để cho người đó có được phương tiện đạt được cái nguyện ước của mình. Bởi vì cái tuổi nhỏ, tuổi trẻ với năng khiếu, với thông minh mà không được cái quyền để tiếp tục cho việc đó đó thì rất là tội và uổng. Trong Phật giáo thì chúng ta có rất nhiều ban từ thiện ở các tỉnh thành hội. Quý vị có thể gỡ về các tỉnh thành hội với cái lời nguyện và trình bày cái hoàn cảnh, hoặc là về cái hội của chúng tôi thì theo cái điều kiện chúng tôi sẽ giúp. Việc giúp đỡ cho con cháu về phương diện kiến thức thông qua học vấn là một nhu cầu. Và thứ hai nữa, khi chúng ta đã là những người Phật tử, thấy được rất rõ rằng là kể từ khi làm đệ tử của Ngài rồi mình không còn tốn tiền để uống rượu nữa, gia đình được hạnh phúc hơn, bình an hơn, vợ và con được chăm sóc chu đáo hơn. Kể từ khi làm đệ tử của Đức Phật rồi đó, mình có cơ hội thấy rất rõ và duy trì cái đời sống một vợ một chồng, tôn trọng người bạn đời, người bạn tình của mình, và do đó cũng mang lại hạnh phúc một cách trực tiếp cho vợ và con. Thì không có lý do gì chúng ta không khuyến tấn con em của mình cũng có được cơ hội cùng hưởng được các giá trị đạo đức và đời sống hạnh phúc đó. Ngày hôm qua thì chúng tôi được quý anh tại đây giới thiệu cho biết là trong đạo tràng với sự hướng dẫn của Từ Tại Chân Quang đó, thì quý vị đã có được khoảng trên dưới gần 200 cặp vợ chồng cùng đều tu học, con cái đều hướng về Đức Phật và sống cuộc đời rất là an lành và hạnh phúc.
Đây là một cái điều rất quý và hiếm có nơi nào có được lắm. Phật giáo thì thường có cái cảnh huống chồng theo Phật, vợ thì không tin, cha mẹ thì kính ngưỡng Tam Bảo, con cái đó lại có một cái niềm tin không tôn giáo. Và do vậy đó, cả gia đình không hưởng được trọn vẹn hạnh phúc để được làm đệ tử của Đức Phật. Vì đó chúng ta tìm bằng mọi cách để giúp đỡ cho người thân của mình có thể cảm nhận được những niềm vui và hạnh phúc mà mình đạt được. Đây là điều nó thuộc về trọng trách của tất cả chúng ta. Cái ý niệm về đạo Phật là đạo tự giác đó thường bị hiểu sai ở chỗ nghĩ về nghĩa đen rằng tự giác là tự ý thức, tự kỷ luật, thích thì làm, không thích thì thôi. Trong cái tự giác thời nhà Phật đó, là con đường giác ngộ để có được an vui hạnh phúc là do chính mình tạo ra với nỗ lực chân chánh và có phương pháp. Còn muốn có được hạnh phúc đó thì chúng ta phải có nề nếp quy củ vĩ đạo, phải đi theo đúng bài bản thì kết quả mới được diễn ra một cách như ý muốn và lâu dài. Cho nên đó, việc hướng dẫn cho con em trở thành Phật tử là chúng ta đang thương và tặng cho chúng một gia tài rất quý báu, cũng giống như cái gia tài văn hóa mà các bạn dân tộc đang có, đang duy trì với niềm hãnh diện tự hào về cái vốn quý mà các dân tộc không có. Xin đi câu hỏi khác. Lạy cô Chẳng Mu Isanan, chấp tọa lạy thì tạch ngào thì thầu lưu mà bỏ ra đạo dương lưu mà xin ngạ lạy đạo lạy tọa phùng duy bẹ mai phùng tị y mò mò rèm ô lan đàn chim phùng tị y mò mò rèm ngực chim phùng tị y mò mò rèm bỏ ra mai phùng duy bẹ năn chim nệ. Lại có chẳng bù sân ăn lưu mơ xí tôi có thao lại lưu mơ phùng tế y thao chấp tọa lại răng cả tạch ngào thao lưu mơ bởi bỏ ra lại đạo dương lưu mơ lại bởi doan lại doan lưu mơ xin ngạ tệ lại dùi bẹ mày thì phùng tế y màu một quan tâm nó rèm ô năn chinh thì phùng tế y màu rèm lại dùi bẹ năn màu thông plang bỏ ra đạo dương phùng dùi người kinh doan này chinh dội bẹ mai nằn lu mô phùng bị buôn nằn chẳng mút cái đạo dương này dinh như màu vò rạo nằn như màu thò sang ô với xin ngạ cầu lộ mu cái nắp này thì màu mơ phùng dội bẹ màu mày màu mơ vò rạ đạo dương này ăn cầu chẳng mù sẽ nằn. Chị nói lại bằng tiếng Việt đi. Bạch thầy, con xin nói bằng tiếng Việt. Con là pháp danh là Ngọc Hồng, hiện ở Buôn Súc Mờ Đưng, xã Cư Xuê, huyện Chư Mờ Nga, Đắk Lắk. Con xin thay mặt cho quý Phật tử, người đồng bào thiểu số chúng con có một câu hỏi đến thầy như sau. Thì theo con được nghe trên băng đĩa đài á, nhiều thì con được biết là quý thầy đạo Phật mình á, là biết được nhiều thứ tiếng Anh Pháp Mỹ nói chung khó bao nhiêu các thầy cũng biết, nhưng mà tại sao cùng là người Việt Nam chúng con là một cái thiểu số, các thầy quan tâm học một thứ tiếng để từ kinh của đạo Phật sang cho người đồng bào chúng con được hưởng? Đó là con hỏi. Vậy thì thời gian tới thầy đã có dự định gì chưa để đem cái ánh sáng đạo Phật đến với buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số chúng con? Bồ Phật. Câu hỏi rất là hay. Cô nói giọng của người dân tộc
nghe rất ngọt ngào, nói tiếng Việt rất là chuẩn. Nếu không tự giới thiệu mình là người dân tộc thì có lẽ không ai biết là mình là người ngoài dân tộc Kinh mà nói dân tộc Kinh. Khi nghe như vậy thì chúng tôi cũng cảm thấy hơi sót cho bản thân mình, không biết được cái ngôn ngữ của dân tộc. Cho nên mỗi lần giảng đó cần phải thông ngôn. Trong mấy năm vừa qua đó thì Hội Phật giáo có nhiều ưu tư về các dân tộc, và cái nỗ lực ban đầu đạt được mức độ tương đối là khiêm tốn, chỉ mới in được một tác phẩm nhỏ 100 trang về Đức Phật và giáo pháp của Ngài, một bên đó là bằng tiếng AD và một bên đó là bằng tiếng Việt. Sáng hôm nay chúng tôi có viếng thăm tỉnh hội Phật giáo tại chùa Khải Đoan và có đề nghị là hãy thỉnh mời trong giai đoạn càng sớm càng tốt các vị giáo sư biết về Phật pháp dịch ra một số tác phẩm, chẳng hạn như là Phật tử của Hòa thượng Tiền Châu và một tác phẩm tương tự của Hòa thượng Trí Thủ, dưới hình thức là hỏi và đáp rất là đơn giản dễ hiểu, ra tiếng AD và các tiếng dân tộc tại ba tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và Gia Lai. Thì quý thầy tại tinh hội cũng đã quan hỷ, thì việc phiên dịch có thể là trong giai đoạn sắp tới. Chúng tôi thì có cái hội Ấn Tống Đạo Phật ngày nay sẽ sẵn sàng phát tâm in và tặng biếu từ 10 cho đến 20-30 ngàn mỗi loại như thế. Thầy Giác An tại đây cũng đã có những cái kế hoạch, và nhiều thầy cũng đã bắt đầu suy nghĩ đến việc là học tiếng AD và tiếng dân tộc để mỗi lần giảng đó có thể đi vào trực tiếp trong các buôn làng, để giảm bớt những cái khó khăn trong việc đưa đón quý vị đến đây. Chúng tôi cho rằng là việc giảng kinh thuyết pháp bằng ngôn ngữ của dân tộc rất là cần, và quý thầy, nhất là các cư sĩ Phật tử đang có mặt tại Đắk Lắk và hai tỉnh còn lại đó, có nên ưu tư và quan tâm về vấn đề này nhiều hơn. Khi chúng ta giảng được lời Phật dạy bằng ngôn ngữ của dân tộc đó, thì người nghe đã cảm thấy hiểu một cách thấu đáo hơn, nó gần gũi hơn, và do đó việc hành trì sẽ có kết quả hơn. Câu hỏi của quý vị nó cũng chính là những cái nỗi trăn trở mà tất cả chúng ta cần phải góp vào một bàn tay để làm, cùng làm và làm có kết quả. Luôn từ đây chúng tôi xin đề nghị là các anh các chị người dân tộc mà biết tiếng Việt nói rành mạch như nãy giờ đó, cố gắng trở thành là cái người hiểu rõ về Phật giáo qua những cái khóa đào tạo ngắn hạn. Mà trong năm 2008 này đó thì Hội Phật giáo, đặc biệt là Ban Hoằng Pháp, sẽ có những chương trình huấn luyện. Chúng tôi có đề nghị với một số thầy tại đây và một số anh chị em có tấm lòng đó, nên mời luôn các anh chị dân tộc biết tiếng Việt rành để học cái khóa học ngắn hạn đó, có thể là một tuần, và buổi tối từ 5 cho đến 9 giờ hay là ngày thứ bảy chủ nhật, để chúng ta có thể trở thành là những nhà hoằng pháp mang ánh sáng lời Phật dạy đến với những người đồng bào của mình. Chúng tôi tin chắc rằng là khi các anh chị người dân tộc đó làm được việc đó, thì các anh chị đang xây dựng hạnh phúc cho người thân người thương của mình. Trong thời gian khi trở thành đệ tử của Đức Phật, các anh chị đã sống trở thành một đời sống mới có ý nghĩa hơn, có hạnh phúc hơn, thì cũng nên giúp đỡ cho những người khác chưa có cơ hội này sống được và hưởng được cái hạnh phúc đó. Thì cái khóa học đó, đó nó chỉ cần một tuần lễ là chúng ta có thể trở thành là một nhà hoằng pháp viên hay là giáo lý viên, chia sẻ là những gì mình được biết. Là người Phật tử tại gia đó thì các anh chị
có thể đi sâu vào trong buôn, trong làng, trong mọi nơi mọi chốn, thuận lợi dễ dàng và bất cứ lúc nào, nhất là trong công ăn, trong việc làm, trong giao lưu, đối tác, giao tế, quan hệ, chúng ta đều có thể ứng xử với cung cách của một người Phật tử với nhiều đức tính tốt, thì thông qua chúng ta đó, đạo Phật sẽ đến được với người thân người thân của mình, rồi truyền dạy lại những lời Đức Phật bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của những người thân thích với mình, thì sự thẩm thấu và hiểu lời Phật đó sẽ sâu sắc hơn. Dĩ nhiên là quý thầy tại ba tỉnh này đó sẽ đóng một vai trò quan trọng, tại vì gần kế bên, việc học, truyền bá, giảng dạy thông qua các lễ hội văn hóa như thế này sẽ có một kết quả rất lớn. Nếu trong thời gian chúng ta chưa làm được việc đó đó, thì chúng ta có thể làm như thế này: một bài giảng theo dạng song ngữ, một đoạn chừng 3 phút cho đến 5 phút bằng tiếng Việt, sau đó một anh chị nào đó sẽ dịch trực tiếp ra tiếng AD hay là một cái ngôn ngữ nào đó của các dân tộc. Ở nước ngoài đó, người ta cũng thường làm như vậy, thì cái kết quả nó cũng đạt được cách tương tự, thời lượng nó có thể ngắn hơn gấp đôi. Thay vì giảng một ngôn ngữ đó thì 50 phút chính là 50 phút của nội dung, còn giảng theo dạng song ngữ đó thì 50 phút còn lại 25, vẫn có được cái giá trị. Cho nên khi chưa có được các nhà hoằng pháp, các vị giảng sư có thể nói trực tiếp được ngôn ngữ, thì các anh chị dân tộc mà nãy giờ tham gia chương trình văn nghệ và đặt những câu hỏi đó nên góp phần làm việc đó. Chúng tôi tin chắc rằng là các anh chị sẽ làm rất tốt việc này, và làm tốt như thế thì niềm an vui hạnh phúc nó sẽ tràn đầy với chúng ta. Mong sao cho chương trình này sớm được thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam Mô Ni Phật. Con pháp danh là Thanh Trung Tâm, là đệ tử của thầy Chân Quang. Con có một điều xin hỏi thầy. Con hỏi bằng tiếng dân tộc trước nha. Tờ đá Ê đê mai loè đạo Phật hồng doanh ti đọ nhồm dê hồng mà đã sẽ mơ hẹ doanh hỏi đề rầy loè đạo Phật. Con xin dịch bằng tiếng phổ thông. Khi đã theo Phật, người đồng bào và người kinh có khác nhau và giống nhau như thế nào? Con xin thầy giải thích. Các con rập, các con sông lớn và nhỏ khi tuôn về biển cả đó, thì có hai đặc tính giống nhau. Thứ nhất là chất lỏng, và thứ hai đó là cái vị hơi lề lệ mặn. Cũng tương tự như thế, khi là đệ tử của Đức Phật, mọi danh xưng sắc tộc sẽ không còn là một cản trở cho chúng ta, bởi vì đạo Phật không hề có phân biệt đối xử. Tất cả người Kinh, người dân tộc, người Việt Nam nói chung, người Tây, người Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàn, Tích Lan, Miến Điện, vân vân, đều được gọi chung là người đệ tử của bậc giác ngộ. Do đó đó là chúng ta vẫn cứ nên mạnh dạn giữ lại cái truyền thống dân tộc của mình với những cái sắc áo y phục mà các anh chị đang mặc, vẫn sinh hoạt theo cái truyền thống của mình từ trước đến giờ, chỉ đưa thêm chất liệu Phật pháp vào để các sinh hoạt đó có ý nghĩa hơn, có tình người hơn, đỡ tốn kém, đỡ hại sức khỏe. Ví dụ như nãy chúng tôi có đề nghị là thay vì chúng ta uống rượu cần thể hiện tình thân, thì chúng ta có thể ngồi uống trà, uống cà phê. Mà ở cái xứ Tây Nguyên thế này, cà phê là số 1. Tối hôm qua đến đây
thì anh Đức và anh Trung, nhiều anh khác, các chị cũng đã dẫn đoàn giới thiệu đến các quán cà phê giá rất rẻ. Và do đó chúng ta có thể thay thế cái thói quen để chúng ta có thêm nhiều tiền dư để làm việc nghĩa cho gia đình. Như vậy là khi trở thành đệ tử của Phật rồi đó, truyền thống văn hóa gốc của mình vẫn còn được giữ nguyên, vì đạo Phật tôn trọng sắc thái văn hóa và không hề có phân biệt đối xử, mà tất cả những người kinh đó quý trọng các anh chị em nhiều hơn, vì biết rằng các anh chị em gặp được Đức Phật muộn hơn là người kinh, cho nên sẽ có sự chăm sóc đặc biệt hơn. Thưa Thầy, con là dân tộc Thái, là Phật tử của Thầy Thích Chân Quang. Vậy con xin hỏi Thầy là tại sao con là dân tộc Thái và được vào chùa? Và được vào chùa có thể mang lại lợi ích gì cho chúng con hay không? Vậy là câu hỏi của con, mong Thầy giải thích. Hồi nhỏ khoảng 12 tuổi, chúng tôi thường đến chùa Long Huê, một ngôi chùa sắc tứ do vua Gia Long xây dựng. Ngôi chùa này đó chỉ cách nhà chúng tôi chỉ có 20 mét thôi. Lúc đó mình còn nhỏ, tinh nghịch lắm. Vào chùa chỉ là một việc duy nhất là lén lén nhìn thì không thấy có ai lõm chiếc cây ăn. Có lần bị bắt quả tang vì thầy đó không có giận, không có buồn, không đánh, không la, không rầy gì hết á. Nó con thích ăn trái cây, dạ thầy cho thêm trái nữa. Cái từ đó bắt đầu đi chùa trở thành Phật tử, và vài tháng sau xin xuất gia trở thành người tu. Chị vừa nói rằng là có được cơ hội, dầu là một người theo sắc tộc Thái, vào chùa làm Phật tử. Và kể từ khi làm Phật tử rồi đó thì mình đã bản thân đạt được lợi lạc, nhưng những người khác cũng muốn vào nhưng mà không biết rằng là mình có được cái giá trị gì hay không. Trước nhất á, là chúng ta có được một cái bảo hộ về đời sống hạnh phúc. Hạnh phúc là một nhu cầu, như chúng ta cần không khí để thở, áo quần để mặc, thực phẩm để ăn. Rất nhiều người trong chúng ta, trong dân tộc, dù có theo tôn giáo hay không theo tôn giáo, trước khi làm đệ tử Đức Phật cũng đã sống một đời sống đạo đức. Nhưng khi mình trở thành Đức Phật đó, mình sống đạo đức đó một cách vững hơn. Có người nghe nói vậy ngần ngại không dám. Hỏi ra họ trả lời lý do đơn giản là Phật dạy không được uống rượu nè, không được giết người, rồi không được gian trá, không được ngoại tình. Khó quá. Liệu làm đệ tử Phật rồi không thực hiện được thì tội nó có nhiều hay không? Cũng câu hỏi tương tự như vậy, cách đây nhiều thế kỷ, vị vua tên là Na Lan Đà, Di Lan Đà, đã hỏi vị tu sĩ Phật giáo tên là Na Tiên. Và thầy Na Tiên đã trả lời rất hay. Người biết luật, nhà mà phạm luật đó, thì ít tội hơn là người không biết luật mà phạm luật. Nhà vua nghe rất ngạc nhiên, lý luận rằng là người biết luật phải gương mẫu. Bây giờ phạm luật rồi thì ai mà noi theo? Đại Đức Na Tiên trả lời như thế này: người biết luật mà lỡ phạm đó, tâm mình rai rất khó chịu, lương tâm bị dày vò cắn đứt, cho nên cố gắng mà làm để về sau này không bị rơi vào cái lỗi lầm đó lần thứ hai. Còn người phạm vào sai lầm mà không biết rằng đó là sai lầm đó, thì chúng ta sẽ có cơ hội lúng lúc sâu nhiều hơn trong sai lầm. Cho nên khi trở thành đệ tử Đức Phật đó, thì chúng ta có được sự bảo hộ về đạo đức, giảm thói quen uống rượu đối với người nam. Còn bốn điều còn lại là nhu cầu mà ai cũng cần phải có: không giết người,
vì giết người bị ở tù. Không giết người chúng ta bảo hộ hòa bình. Không giết người chúng ta mang lại hạnh phúc. Không trộm cắp chúng ta không bị luật pháp bắt bỏ tù. Chúng ta lại có cơ hội san sẻ tình thương, tôn trọng sở hữu tài sản. Do đó ý nghĩa của nó rất là lớn. Không ngoại tình thì chúng ta chung thủy, có hạnh phúc, không bị dân chứng bệnh truyền nhiễm qua máu và được tình dục. Không gian trá, không nói láo thì chúng ta có được cái sự tin cậy, uy tín đã tha nhân. Như vậy là việc trở thành đệ tử Đức Phật đó, trước nhất chúng ta có được sự bảo hộ này. Và mình có được một cái quyết tâm mạnh hơn để hoàn tất đời sống đạo đức mà trước đây mình đã từng có. Cái điều thứ hai đó là chúng ta sẽ có được một cái phương pháp sống bình an. Triết lý của đạo Phật dạy nghệ thuật buông xả. Quý bà con cái thứ hình dung rằng là tâm của mình á giống như là một cái lá sen mà bản chất của nó là không bị thấm nước, không giữ nước. Nếu chúng ta chế chừng 1/3 ly nước này lên ở trên cái lá sen đó với một cái độ trũng nhất định, không có gió lay động trong vòng 3-7 ngày, nơi nào có độ trũng của lá sen sẽ bị úng thúi, và do đó đó lá sen này bị hư. Ở trong cuộc đời đó, nỗi khổ niềm đau như là những giọt nước rót lên lá sen tâm của mình hằng ngày, hằng giờ, hằng giây, hằng phút. Căng thẳng của công ăn việc làm, quan hệ giao tế xã hội đều tạo ra những sức ép như vậy. Chúng ta thực tập theo giờ Phật là không lưu giữ nó. Chỉ cần lắc một cái cho nó xem trong trền thì nước nó sẽ được văng ra bên ngoài. Chúng ta lắc nó bằng nhận thức và hiểu rằng là tôi không có chỗ để giữ nỗi buồn, niềm đau, bực dọc, tức tối, khó chịu, phiền não, nghiệp chướng. Và do đó tôi sẽ sống được bình an. Quán tưởng như thế, thực tập một thời gian ngắn, trong vòng vài ngày thôi, hạnh phúc gia tăng và giá trị lệ lạc sẽ có mặt. Điều thứ ba đó, khi trở thành đệ tử của Đức Phật, chúng ta sẽ có trách nhiệm về bản thân mình. Trước đây đó, các anh chị theo tôn giáo truyền thống của dân tộc tin rằng là có một đấng vàng sanh mình ra bảo hộ cho mình, và tôn thờ ngài đó sẽ được bình an vô sự. Nhưng khi theo đạo Phật rồi đó thì chúng ta biết rằng là đấng vàng đó cũng sống theo cái quy luật nhân quả giống như là mình, và mình phải có trách nhiệm trực tiếp nếu muốn được bình an. Ngoài sự gia hộ, chúng ta phải nỗ lực làm để sự bình an nó có mặt. Muốn được giàu, ngoài sự gia hộ, chúng ta phải có nghề nghiệp, phải có lao động, phải dấn thân, phải làm việc, và phải làm có phương pháp nữa. Tất cả sự tiến bộ và phát triển của kinh tế đều rơi vào cái quy luật của nhân quả. Cho nên làm đệ tử của Đức Phật, chúng ta sẽ trở thành là một người rất là tự tin, không sợ hãi, không lo âu, và không bao giờ trốn trại các nghịch cảnh, các khó khăn trước mắt. Vì chúng ta biết rằng là trốn trại nó đó, mình được bình an tạm thời, nỗi đau, bế tắc vẫn còn y nguyên. Quý vị thử hình dung con rùa, khi một cái gió lốc đi ngang qua đó, đầu và bốn chân của nó sẽ rút vào trong cái mai. Lúc đó nó có cảm giác là an, là bởi vì không có con nào tấn công nó được. Các con vật trực trồ, gió vẫn đang thổi, lốc tiếp tục thổi ngang qua. Khi nó lúa đầu ra thì nó vẫn tiếp tục bị như trước khi nó rút đầu vào. Bởi vì cái gốc của vấn đề
cái bế tắc vẫn chưa được tháo mở. Làm đệ tử Phật đó thì chúng ta có một bản lĩnh, có một sự chịu đựng, và thấy rằng là những khó khăn trở ngại đối với mình đó, diễn ra như là chuyện bình thường. Sống một cuộc đời hạnh phúc, là một người tốt mà không có các gặp kềnh trong lai mới là chuyện lạ. Khi quan niệm như vậy đó thì chúng ta thấy là chông gai bão táp khó khăn đó không có gì để làm cho mình chao đảo trong cuộc đời. Đó là ba cái lợi ích căn bản, mà nó còn có rất nhiều lợi ích khác. Chúng tôi mong rằng là quý vị khi mà trở thành đệ tử Đức Phật, hiểu và hành theo lời Phật dạy đó, thì tự mình sẽ cảm nhận được hạnh phúc ngay tức khắc. Sáng thực tập, sau đó một giờ là có kết quả, chứ không cần phải chờ sau khi chúng ta qua đề. Những kết quả thiết thực như thế đó, nó đòi hỏi đến sự thực nghiệp của chúng ta rất là nhiều. Xin đi câu hỏi khác. A Di Đà Phật, có thể chúng ta gần hết giờ rồi, mà chúng ta còn một phần nữa là phát quà, cho nên chúng tôi xin đọc một câu hỏi của Phật tử nữa là chúng ta kết thúc, để chúng ta chuẩn bị qua cái mục phát quà. Xin quý vị quan hỷ cho ha. Thì câu hỏi này có nội dung như vậy. Bạch Thầy, trước đây chúng con đã có tôn giáo truyền thống của trước đây chúng con đã có tôn giáo truyền thống của dân tộc mình, và sau đó chúng con có theo một số tín ngưỡng tôn giáo khác. Mỗi lần vào tôn giáo, chúng con có những lời thề phải trung thành với đạo. Nhưng hôm nay chúng con đến chùa nghe pháp, kinh sách, băng đĩa, chúng con đã thấy đạo Phật có nhiều điểm phù hợp để chúng con tu tập và phát triển tiến bộ hơn. Như vậy chúng con đi quy y theo đạo Phật, tu theo Phật, chúng con có mang tội phản tổ tông, phản đạo mà trước đây mình đã thờ không? Xin Thầy giải đáp. Cảm ơn câu hỏi vừa nêu, vì nó liên hệ đến phần lớn những thắc mắc mà trong quá trình đi tìm kiếm giá trị tâm linh đó, và đời sống hạnh phúc đó, quý vị đã gặp các tôn giáo khác trước khi đến với đạo Phật. Đạo Phật khác với các tôn giáo ở chỗ là không yêu cầu chúng ta thề thốt, mà chỉ yêu cầu chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ. Chỉ khi nào thấy có giá trị, mang lại niềm an vui, hạnh phúc và có ích cho mình đó, thì hãy đi theo. Các tôn giáo khác thì buộc chúng ta thề cai, thề độc, để sau này mình sợ cái lời thề cai độc đó, mình không dám bỏ, mặc dù mình biết có thể nó không cần hoặc là nó không có lợi. Đạo Phật có dạy chúng ta về bốn ơn nghĩa lớn trong cuộc đời. Thứ nhất là ơn tổ quốc. Thì bởi vì đó, có tổ quốc chúng ta mới có được cái sắc tộc, giữ được truyền thống văn hóa của mình. Mình phải có trách nhiệm với tổ quốc. Thứ hai là ơn cha mẹ, là người sanh thành dưỡng dục cho mình có được cái đời sống như hiện nay. Ông bà tổ tiên đó, được Đức Phật sánh ví như là Phật ở trong nhà, Phật tại gia. Cho nên khi theo Đức Phật đó, chúng ta sẽ không sợ bị cắt đứt gốc rễ văn hóa ông bà tổ tiên của mình. Mà nếu người nào theo Phật mà không thờ cha mẹ ông bà tổ tiên là chưa làm đúng cách. Các tôn giáo khác đó, dạy quý vị là chỉ thờ Chúa chứ không có thờ cha mẹ tổ tiên. Mà cha mẹ tổ tiên đó là có ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta nhiều lắm. Cho nên đó, là trước đây có lỡ thời đọc không sao. Giống như trong tay mình dính một cái cây gai, mình tức quá, giận quá, hay là mình thích nó quá, thì mình nói là tôi thề tôi không tháo nó ra.
Bây giờ giữ ngày nào đau ngày đó phải tháo sớm chứ. Những cái lời thề nào không có lợi thì phải bỏ đi, không sao hết, nó không phải là phản bội. Vấn đề ở chỗ đó là chúng ta xem cái nội dung của lời thề đó nó có giá trị, có ý nghĩa hay là không. Không có thì bỏ, bỏ càng sớm càng tốt. Cho nên là bốn ơn nghĩa: ơn cha mẹ, ơn tổ quốc, ơn đồng bào và ơn thầy cô giáo. Được Đức Phật nói rằng là ai làm đúng việc đó, nhớ ơn và đền ơn, từ đó mới thật sự là con người có ý nghĩa. Khi trở thành đệ tử Đức Phật là các anh chị, quý bà con cô bác có được cơ hội để thực tập bốn điều ơn nghĩa như vừa nêu. Do đó là chúng ta càng gắn bó hơn với gia đình, với cha mẹ, với ông bà, với người thân, và phải giúp đỡ lẫn nhau. Do đó chúng ta chỉ được chứ không có mất. Như vậy là khi trở thành đệ tử của Đức Phật rồi đó, quý vị vẫn tiếp tục thờ cha mẹ đã quá cố, ông bà đã quá cố, và thậm chí quý vị cũng có thể tiếp tục thờ đánh vàng của quý vị, không sao hết, vì cái thích thờ. Như nãy chúng tôi đề nghị là chúng ta cùng thờ hai vị đó mà. Thờ trong giai đoạn này để giúp cho những người thân chưa đồng cảm được với mình, mỗi lần xá chào bái viếng đánh vàng cũng đồng thời là xá chào bái viếng Đức Phật. Mà hạt giống Phật được gieo rắc rồi đó, thì hạnh phúc bình an sẽ ngự trị cho toàn cả gia đình và mọi thành viên. Vì thời gian đã hết rồi, để dành cho cái phần phát quà đó, cho nên chúng ta tạm kết thúc tại đây. Kính chúc tất cả quý bà con cô bác, người dân tộc, mặc dầu ngày hôm nay có mặt từ rất là sớm, mấy tiếng, nhưng mà sự có mặt đó rất có ý nghĩa. Tối hôm nay về rất là khuya, nhưng đảm bảo rằng là quý vị sẽ có một giấc ngủ rất là an lành. Đấng vàng sẽ phù hộ cho quý vị, Đức Phật sẽ gia hộ cho quý vị. Bây giờ xin thầy trụ trì và thầy Thiện Thọ hướng dẫn cái phần tặng quà đến tất cả, và kính chúc hạnh phúc bình an đến với mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, chúng con đại diện cho toàn thể Phật tử ở đây không biết nói làm sao trước cái sự cảm thông của chúng con, cũng như sự cảm thông của thầy suốt một tiếng rưỡi đồng hồ qua, làm cho chúng con được an lành, làm cho chúng con được nhiều kinh nghiệm tu tập và nhiều kiến giải, nhiều sự cảm thông trong cái đường lối tu tập, cái bước đường tu nhân học Phật của chúng con. Có thể chúng con sẽ chắp tay phát nguyện trước thầy, kỳ sau thầy trở lại đất Tây Nguyên này, Phật sẽ vào trong buôn làng của chúng con. A Di Đà Phật. Hứa không quý vị? Mời quý vị đứng lên để chúng ta cảm tạ Đại Đức. Kính bạch Đại Đức, hôm nay lần đầu tiên Đại Đức trở về đất Tây Nguyên này, mà cụ thể là đất chùa Nam Thiên. Chúng con trước giờ phút tạm biệt chia tay Đại Đức rất bùi ngùi, rất xúc động. Tuy rằng pháp âm của Đại Đức vẫn còn vang vọng mãi trong tâm khảm của chúng con từ đây trở về buôn làng. Trước giờ chia tay Đại Đức, chúng con cùng với Đại Đức trụ trì có tạc một cái bức tượng lễ đài Quan Thế Âm chùa Nam Thiên. Đây là một cái thành tựu của chúng con, một cái nét đẹp văn hóa của vùng Tây Nguyên. Chúng con xin trao tặng lưu niệm, kỷ niệm với Đại Đức. A Di Đà Phật, xin Đại Đức hoan hỷ nhận cho. Bây giờ tiếp theo chương trình, kính cung thỉnh Đại Đức hồi hướng và hồi quy phương trượng để ban tổ chức chúng con cung thỉnh Đại Đức cũng như Mạnh Thường Quân sẽ tiếp tục cái chương trình phát quà. Tất cả chúng ta như Phật tử của cái đoàn, và mong rằng là hòa thượng sẽ là một cái thân rằng chung với người năm mới phát tài như thầy thầy Phật nói, là cà phê đức thành công vô sự các trường dự ý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dâng hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.